Hello, xin chào các bạn. Luôn á, em biết chào đâu? Ai có qua đâu? Ai có chẳng biết ăn luôn á? Chẳng ở đây. Nhưng mà nó có cái khứa. Dụng cụ chúng ta có một con dao. Cắt sao giờ? Chẳng ngang đi. Được. Bạn phải có cái khứa. Đâm cái lỗ vô. Để làm đi. Vô, chặt ngang ra. Đây, 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 đây. Vô. Cho vào đây được. Đúng không? Đúng không Thư? Tiếp. Không ăn món này bao giờ, chẳng biết cắt sao. Ghê quá, ngồi đây cứ tí đưa con dao cho mặt tách sầu riêng. Ủa, tách cái kiểu gì kìa. Để đứng lên xem nào. Ew. Tách sầu riêng khó nhỉ. À đây được rồi. Có khi nào mình tách vào mấy cái múi không? Rồi sao nữa? Đây. Không có gì khó, chỉ là chúng ta không biết thôi. Đúng mà. Hình như đứng dễ hơn nè. Đứng như thế còn có cái khứa. Thế là phải khui sao mà khui đâu. À, hay vậy. À, thấy múi kìa. Thấy múi à. Thấy múi bụng à. Để con giúp đi nào. Yêu méo cả dao. Ui. Ê, tính ra nước ngoài á, có mấy người á, người ta ngửi xong người ta ói luôn á. Ói luôn. Ừ ra ha, ghê ha. Không biết là được em đi Đà Lạt á, em đi ói luôn. Em đi Đà Lạt xong rồi ở cái khách sạn á. À. Người ta dặn là không được mang sầu riêng. Anh nhớ nhiều khách sạn anh nhớ có nước quốc gia nào á mà không cho mang sầu riêng vào đất nước của ta đúng không? Ghê ha. Ai ngửi thử đi. Nãy giờ em lại thử. Anh thử đi. Bây giờ anh vậy có 3 phần đúng không? Thì không anh không. Ăn, không, không, thì không. Anh ăn em không có, em không có tham gia thử thách này nha. Hai. No. No. Em chỉ ngồi đây để 2 phần rưỡi em ăn 0,5. Ok. Em không ăn. Em phải thử một miếng sự tinh hoa của châu Á. Em không biết là châu Á. Em là người nước ngoài. Em không biết là sầu riêng là tinh hoa của châu Á hả? I'm a foreigner. Không biết lựa ra được đúng không? Xịt tinh ướt. Xịt tinh ướt này hả? Cái nào bự bự. Bự bự là cho sao ăn được. Cái gì vậy? Thân thật hả? Có miếng gì không? Không bị gì đâu, trái cây mà. Tinh hoa của châu Á. Ừ, cho nó là người. Ổi kìa, ổi kìa. Ổi ăn á, ổi cho là ăn á. Ổi mít trái cây mà. Ổi cho ăn sự tinh hoa của châu Á à. Thôi đi chơi, có đi chơi. Đi chơi, đi chơi. Không cho hỏi lên rồi, thôi ăn cho nó ăn đi. Ăn không ăn tinh hoa của châu Á. Cho nó ăn đi, cho nó ăn.
ăn thử thịt ra châu Á kìa. Đâu, con nào, con ổi. Con ổi luôn, hai con luôn. Bên đây. Anh bóc đi. Đây, đây là anh ổi. Đây, người sự tinh hoa, tinh tinh hoa châu Á. Nó lè lưỡi nó liếm nó thích lắm á. Gửi, gửi đi ổi. Ê, bóc cái nó đi, bóc cái nó đi. Nó gửi với nó cũng liếm mày. Liếm không? Không, không liếm, nó chỉ ngửi thôi, nó không liếm. Nó liếm là xong luôn á. Liếm xong với cái đầu. Cái đầu nó hất lên luôn à. Ngửi. Dùng đầu luôn kìa. Ăn, có thể nó ăn đi. Ủa mình coi nó ăn đây là nó phải ăn. Reaction đi. Lấy cái tay anh bóc đi. Tay ăn một miếng nhỏ nha. Không biết ăn nhiều. Vậy nó ăn kìa. Từ từ, xé miếng nhỏ cho nó ăn. Nó ăn ổi, kìa. Ổi, từ từ, ổi. Cái nó mà ăn này nữa là thôi rồi, ăn cho em bỏ ăn sầu riêng. Cái gì cũng ăn hết á. Ổi ghê trời. Thấy không, mình còn thua ổi với xoài à. Em ổi, em ổi thích ăn cho em ổi miếng bự luôn. Ổi ơi, cái gì nè. Khi hát liếm. Từ chối. Em ổi lên miệng kìa, ý là muốn ăn rồi. Chết rồi đấy. Thấy không, chó không ăn thì người. À, lại. Quay đầu đây à. Để đi rửa tay đã. Ờ, xuống đây. Em bé không biết ăn à. Hôm qua em ổi hay nè. Nghĩa là em ổi bị bệnh đó. Em ổi tối nào cũng phải uống thuốc hết. Nhưng mà tối hôm qua á, nghĩa là mới cầm viên thuốc em ổi ra. Xong rồi em ổi nhanh, nhai, rộp luôn. Kìa à? Sợ. Chứ bình thường phải dòng nữa cho nó. Ờ, bình thường là nó chạy nó khóc quá. Mà hôm qua nó dám lấy viên thuốc nó nhai. Má sợ thì cái điên. Em ăn một miếng nhỏ đi rồi anh. Em ăn điên quá à. Bây giờ anh ăn một miếng to hay miếng nhỏ? Tham gia thử thách chơi mình ăn đi. Ăn đi tí, không cho sữa cho. Kệ anh, em có tiền mà. Thôi bỏ chứ, hôm qua đứa là xin 100.000. Em xin vậy thôi, em có tiền. Anh ăn được gì không? Mà xin mang bánh nó giống như bánh crepe sầu riêng á. Tên em thôi, anh muốn chấm với nước cốt dừa. Đúng rồi đâu. Anh mê quá đúng không? Tinh hoa châu Á. Dụ người luôn. Kiểu cái vị nó cứ bở, nó cũng có thơm mùi sầu riêng nhưng mà anh không thích mùi sầu riêng. Nhưng mà nó cứ gọi là sao ta, nó cứ như cái phô mai, em biết phô mai không? Nó cứ bở ra, nó chảy trong mồm không? Ừ, nó chảy trong miệng nữa. Nó mình cuối hả? Ừ, bây giờ anh thấy nó ăn vào là thấy đỡ mùi rồi. Toàn mùi giữa này. Ê, chắc là mình ăn sầu riêng rồi mình phải xịt nước khoai đỡ mùi rồi. NANI? Sối mốt châu Á. Tinh hoa ở đây, thử đi em, thử miếng em. Ê, nó cứ sợ như kiểu cái gì nhỉ? Như thịt gà ấy. Nào. Anh sợ nó kiểu gì? Ừ, thật, nó thật mà. Em nhìn nào, nó sợ như thịt. Đây, ăn thử đi. Không ăn. Ăn thử, nhanh. Nhanh lên, đừng có bảo cả tôi. Kìa, sai cơ. Ủa nào vậy? Ủa sao làm cái này vậy? Vào đây. Làm như này ạ? Thử thách ăn miếng này á? Không. Đây, tặng bạn không? Còn món này nữa. Em giới kiếm. Vậy thử thách ăn cái này mới hay nhỉ? Ăn cái này đi. Em ăn đi. Không. Đấy, cái này như kiểu cái đồ để nhét vào rượu vang ấy. Ừ. Đừng nhỏ như thế nào.
Cút sớm luôn à. Thì như bị dùng rồi. Hả? Ok, chào cái đi. Mình thấy cái vị sầu riêng nó cũng rất là thơm. Thơm thật. Nhưng mà mình không thích cái mùi này lắm. Với nhiều người khác, mọi người sẽ rất thích. Như là anh heo này. Anh heo là dạng là không thích. Mình là thích kiểu là mình trên một xíu. Không, mọi người sẽ rất là thích. Kiểu nhà mình ai biết ăn. Ok. Rồi, chào đi. Thôi bye mọi người nha. Nếu mọi người muốn ăn thì qua đây mình ship cho mọi người một búi nào.